hơn 11.000 ca nhiễm biến thể B.1.1.7 được ghi nhận trên khắp Hoa Kỳ. Hơn 11.000 ca nhiễm biến thể B.1.1.7 của virus COVID-19 đã được ghi nhận trên khắp Hoa Kỳ. Giới chuyên gia quan ngại biến thể này có thể gây ra đợt bùng phát dịch COVID-19 mới, trong lúc các bang đang chạy đua để đạt bước tiến trong cuộc chiến chống đại dịch và triển khai chiến dịch tiêm chủng. So với chủng virus ban đầu, biến thể B.1.1.7 lần đầu được phát hiện tại Anh không chỉ lây lan nhanh hơn mà còn nguy hiểm hơn. Trong thời gian qua, biến thể này đã tấn công nhiều khu vực tại Âu Châu. Các chuyên gia y tế cảnh báo, Hoa Kỳ có thể sẽ là nơi tiếp theo hứng chịu sự tàn phá của B.1.1.7 nếu người dân nước này không cẩn trọng. Florida hiện là tiểu bang phát hiện nhiều ca nhiễm biến thể B.1.1.7 nhất. Và đáng chú ý, nhiều người trong số này chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc không đeo khẩu trang. Và đứng thứ hai là tiểu bang Michigan. Giới chức tiểu bang này cho rằng một đợt bùng phát mới hiện đang diễn ra.